Những vũ công rất là dễ thương đã đem đến chúng ta một sắc xuân tuyệt vời, và chúng ta vẫn còn nhiều tiết mục ở phía sau đây chào đón các anh chị. Và cảm ơn các em, và một tràng pháo tay để chào tạm biệt các bạn đến từ bộ bọn SEO và HK đến từ khu lịch Trăm Trứng. Cảm ơn các em rất nhiều. Xin mời các em chuyển dụng cụ vào đi ạ. Tập dữ lắm đó chứ bộ. Tâm sự MC tập ghê lắm. Mấy độ nào cũng vậy, tập dữ lắm. Và như đã nói chương trình thì sẽ có những khúc sôi động và sẽ cũng có những phút lắng động. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần lắng động đến từ bộ phận HK của Dream and Bay. Sẽ đến với chúng ta điệu múa của ca sĩ Sơn Tùng MTP, đã một thời gọi là đốn gục hàng triệu trái tim của các bạn trẻ. Điệu múa Lạc Trôi, hay người ta còn gọi là Đậu Phộng Trôi. Một tràng pháo tay cho đội HK đến từ bay với Lạc Trôi.